Gần đây có một cái khẩu hiệu mà mình cảm thấy rất là ưng ý, lan truyền rất là rộng rãi á, không biết là Ngọc Nhi với lại Nhật Trường có biết không? Nhà mà có bà đẻ là sẽ treo trước cửa. Cái đầu dòng thứ nhất, không hôn trẻ con. Rồi không được khen mẹ và bé hoặc là chê với mọi hình thức luôn. Cái gì khen là được, tao không khen không được. Không mà khen được, là không người, chê. Ta, người ta gọi là quở thì sao đúng không? Đó. Không, bà xưa không có chịu vậy. Đó. Theo bác sĩ biết á là khen là tốt, tích cực. Thì nếu như mà được khen được thì khen. Rồi giống như là không được chê. Đúng rồi. Không được chê với mọi hình thức. Không được chê mẹ và bé luôn. Gạch dòng thứ ba là không được kể chuyện quá khứ. Không có chuyện gì ngày xưa. Ngày xưa có nghĩa là tại ông bà ngày xưa hay cứ ngày xưa ta nuôi mày thế này, ngày xưa ta nuôi mày thế kia đây. Rồi mẹ thấy là vớ vẩn. Rồi còn không chừng là còn so sánh cái người mẹ này hồi xưa dạy giờ dạy. Không có được xen vô cách dạy của bà mẹ. Chính xác. Cách của con kiểu mẹ cho bú như thế là sai rồi. Đó là những cái khẩu hiệu mà mình nghĩ rằng là nó thật sự là rất là phù hợp trong cái thời kỳ hiện đại này. Chúng ta phải làm sao để tôn trọng người mẹ và cả người con luôn. Trong cái giai đoạn này là phải cảm thấy rất là happy để người ta thoải mái về mặt tinh thần. Đúng rồi.